Và cái việc chính là tôi nó không có thể hiện ở chỗ là bạn mang cơ thể như thế nào. Nếu mà bạn chấp nhận được cơ thể đó mà bạn vẫn sống hạnh phúc thì đó cũng là chính là tôi rồi. Và cái việc chính là tôi chính là yêu những điều tôi đang làm và làm những điều tôi yêu. To trend people mindset about that stigma, but in my way, I want to bring a message to all of you is the happiness that is from within. Chào các bạn đã xem chương trình Tôi Chính Là Tôi. Mình tên là Lê Tiêu Luân, mọi người có thể gọi là Lê Tiêu Linh. Mình từng tham gia cuộc thi The Tiffany Việt Nam và đạt vào top 4 chương trình và cũng vào top 26 The Shark Tank Việt Nam năm 2019. Cũng đã xem qua các tập khác của chương trình Tôi Chính Là Tôi thì không giống như các bạn trong cộng đồng. Khi mà tham gia chương trình, các bạn có một tuổi thơ rất là dữ dội và rất là không được thoải mái. Thì bản thân Linh thì rất là may mắn khi mà Linh có một tuổi thơ nó êm đềm và nhẹ nhàng hơn. Đúng là mặc dù là từ nhỏ Linh cứ thể hiện cá tính của bản thân mình. Từ rất là bé rồi là Linh biết là mình là một người thuộc LGBT. Tuy nhiên bởi vì là ba mẹ cũng rất là thoải mái và cũng cho phép Linh được sống đúng với cái tính cách của mình. Và bản thân Linh cũng không có đòi hỏi là phải có được sự công nhận của những người xung quanh từ ba mẹ. Cho nên là Linh cũng chỉ toàn chú tâm vào việc học thôi. Và thực sự là những cái người xung quanh Linh á, cái những cái bạn trong lớp hay khác lớp thì họ cũng rất là yêu thương và yêu quý cái tính cách của Linh. Cho nên là Linh ít khi mà nhận phải những cái sự chỉ trích dè biếu hay là nói xấu từ người khác. Hồi xưa ở quê á, thì rõ ràng là mình thân là con trai nhưng mà tính cách lại rất là nữ tính, rất là dịu dàng, đôi khi lại rất là hồn nhiên nhí nhảnh. Nhưng mà không biết từ đâu mà cái tính cách đó lại làm cho mình trở thành một con người đặc biệt và lại nhận được sự yêu quý từ những bạn khác. Những người khác thì nó rất là rõ ràng, nam thì ra nam, nữ ra nữ, nhưng mà bản thân mình là giống như là một cái sự hài hòa, một cái điểm gì đó làm cho mình trở nên đặc biệt hơn giữa họ. Cho nên là mọi người cũng dần dần sẽ quen dần với tính cách của mình. Quan trọng hơn hết là cái cách mình ứng biến với những cái tình huống đó. Thì đôi khi cũng có những người khác nói mình là BD này nọ, nhưng mà mình vẫn bình thường và cũng chấp nhận đó thôi. Bởi vì nếu mà người ta gọi mình với cái tên đó nhưng mà mình không muốn nhận cái tên đó thì cũng không vấn đề gì cả. Thực ra thì cái chuyện mà em biết bản thân em thuộc giới tính nào thì cũng rất là sớm, từ khi còn bé rồi. Khi em rất là nhỏ, em đã từng nói với người em họ của em là trời, tao ước được gì làm con gái, tao ước gì có được mái tóc dài thước tha như của chị tao, tao ước gì được mặc những bộ váy đó. Và em cũng thích chơi búp bê nữa. Tuy nhiên là bởi vì gia đình em từ xưa là gia đình thuần nông nên là mọi người rất là khó khăn. Nên là em nhìn thấy những người xung quanh em họ chật vật để mà mưu sinh. Thì em nghĩ một cái sứ mệnh lớn hơn của đời mình đó là giúp gia đình của mình, dòng họ của mình vực dậy những cái hoàn cảnh khó đó. Nên là thực sự lúc đó là em biết là em thích con trai đó. Nhưng mà em cứ tạm thời đến một bên, em chỉ tập trung vào chuyện học thôi. Rồi bởi vì năm cấp 3 của em cũng học trường chuyên nữa, chuyên sinh nữa. Nên là giống như là mình sống trong môi trường nào thì mình cũng bị tác động bởi môi trường đó. Trong khi các bạn xung quanh thì giống như là ngày đêm lo học, đã thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, rồi học sinh giỏi quốc gia. Thì em cũng tương tự như vậy, mình đi vào cái vòng xoáy đó và mình cảm thấy là cuộc sống của mình chỉ tập trung vào những thứ mình thích và mình tập trung làm nó thôi. Nên là em chưa có thời cơ hội nào, mà em cũng thật sự lúc đó cũng chưa nghĩ tới cái chuyện sẽ ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ. Em không nói là từ đầu em đã xác định mình là người chuyên giới nhưng mà vẫn mang cơ thể con trai như thế này. Rõ ràng là lúc nào nó cũng nảy sinh trong đầu của mình là một cái ý định là nên hay không chuyên giới. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì cái câu trả lời của em là không. Bởi vì là em không có định nghĩa tôi là chính tôi, nó thể hiện ở chỗ cái giới tính của mình là như thế nào. Em định nghĩa là chính tôi thể hiện ở chỗ là những gì tôi đã làm, những gì tôi sẽ làm và cái ước mơ của tôi như thế nào, và tôi có thực sự hạnh phúc khi mà thực hiện những cái điều đó hay không. Cho nên là hiện tại em cảm thấy thoải mái với những thứ em đang có. Em đang sống chung với gia đình của em nuôi một chú cún này cũng rất là dễ thương nè.
em cũng có người yêu nè, và công việc của em cũng rất ổn định, em đi dạy học và học sinh của em cũng rất quý với em. Thì thậm chí khi em ra đường bây giờ thì ai cũng nghĩ em là một cô gái rất là xinh đẹp nữa. Cho nên là em nghĩ nếu mà mọi người biết cách chấp nhận và biết cách yêu mến thực tại á, thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Và nên là lúc này đã gọi là đủ với em rồi. Như em có nói vừa rồi á, thì bởi vì đây là cái chương trình Tôi Chính Là Tôi, cho nên là em muốn nhắn nhủ tới các bạn trong cộng đồng LGBT, đó là giới tính nào cũng đẹp, giới tính nào cũng đáng được trân trọng. Cho nên là về cái việc chính là tôi, nó không có thể hiện ở chỗ là bạn mang cơ thể như thế nào. Nếu mà bạn chấp nhận được cơ thể đó mà bạn vẫn sống hạnh phúc thì đó cũng là chính là tôi rồi. Và cái việc chính là tôi chính là yêu những điều tôi đang làm và làm những điều tôi yêu. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Như em nói là bởi vì là cái cuộc sống nó vốn dĩ rất là đa dạng. Nhưng mọi người biết là rõ ràng là cái não bộ của con người là nó còn phức tạp hơn cái 1000 cái máy tính cộng lại cơ mà. Cho nên là quan điểm mỗi người nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà em nghĩ là cái quan điểm của anh Thành với chị Giang đưa chia sẻ trong chương trình chỉ là bởi vì trong cái khuôn khổ chương trình vậy thôi.